Bế tắc chính trị ở Pháp chưa có hồi kết khi mà lãnh đạo Đảng Xã hội và Đảng Xanh từ chối tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo với Tổng thống Emmanuel Macron để tiến tới thành lập chính phủ mới. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Macron từ chối đề cử của Liên minh Mặt trận Bình dân mới là bà Lucie Castex cho vị trí thủ tướng. Trong những ngày qua, Tổng thống Pháp Macron đã thảo luận với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt để tiến tới thành lập chính phủ mới. Dù các cuộc tham vấn được đánh giá là tích cực, nhưng ông Macron không chấp nhận giải pháp nào được đưa ra. Tổng thống đã kết thúc các cuộc tham vấn với các đảng phái chính trị, nhưng chúng tôi cần có một câu trả lời. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều đang bị mắc kẹt trong một vở kịch về thể chế. Điều quan trọng trước mắt là cuộc sống của người dân Pháp. Tổng thống Macron đang tiếp tục tham vấn và quyết định về một thủ tướng mới vẫn chưa được đưa ra. Chúng tôi đã đưa ra lập trường của mình và nó vẫn không thay đổi so với những gì chúng tôi đã đưa ra trong cuộc bầu cử lập pháp. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới là mối nguy hiểm đối với trật tự công cộng, đối với hòa bình dân sự và tất nhiên là đối với đời sống kinh tế của đất nước. Sau khi Tổng thống Pháp từ chối bổ nhiệm ứng viên của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới làm thủ tướng, lãnh đạo các đảng cánh tả đã dọa tiến hành luận tội ông Macron. Sức ép đối với Tổng thống Pháp cũng ngày càng gia tăng trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là tới thời hạn trình dự thảo ngân sách năm 2025 cho chính phủ. Trong thời gian chưa bầu được thủ tướng mới, Tổng thống Macron đã đề nghị thủ tướng sắp mãn nhiệm Gabriel Attal tạm thời đảm nhiệm công việc điều hành chính phủ. Vụ bắt giữ nhà sáng lập, giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã thu hút được sự quan tâm và chú ý của giới truyền thông và người dân thế giới, đặc biệt trong giới công nghệ. Việc chính quyền Pháp quyết định truy tố ông Durov đã làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của giới chủ công nghệ đối với những gì xảy ra trên nền tảng của họ. Trong thông báo chính thức, các thẩm phán điều tra tại Tòa án Paris đã quyết định truy tố giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov vì những cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, bao gồm đồng lõa trong việc quản lý nền tảng trực tuyến cho phép thực hiện giao dịch bất hợp pháp, phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy, lừa đảo, từ chối chia sẻ thông tin theo yêu cầu của giới chức, rửa tiền, cung cấp dịch vụ mã hóa cho tội phạm. Ông Durov đã được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 5 triệu euro, nhưng phải chịu hình thức giám sát tư pháp, bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và phải trình diện tại đồn cảnh sát 2 lần mỗi tuần. Tôi không nghĩ chúng ta nên tiếp tục đưa ra bất kỳ phán đoán nào vào lúc này. Tất nhiên chúng tôi coi Durov là công dân Nga, và nếu cần thiết, trong phạm vi khả năng của mình, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ Durov giống như bất kỳ công dân Nga nào. Vụ việc dự báo có tác động không chỉ tới quan hệ ngoại giao giữa Nga, Pháp đối với nền tảng nhắn tin đang có gần 1 tỷ người dùng, mà còn đối với những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu khác, đánh dấu động thái quyết liệt đầu tiên về mức độ trách nhiệm mà các mạng xã hội phải gánh chịu đối với nội dung trên nền tảng của họ. Hiện tại vẫn chưa rõ tại sao lại nhắm vào Telegram. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ đó là một mục tiêu dễ dàng hơn so với ông Elon Musk, giám đốc điều hành SpaceX, Tesla và X, hay ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Meta Platform. Vụ việc chắc chắn là một thông điệp gửi đến tất cả các nền tảng công nghệ, dù ở Pháp hay trên bình diện quốc tế. Việc bắt giữ giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov cho thấy quyền riêng tư, bảo mật và vai trò của công nghệ trong thế giới kết nối đang là vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận. Có rất nhiều các buộc chống lại Durov, nhưng những hành vi đó cũng có thể tìm thấy trên các nền tảng khác như Snapchat, Facebook mà không hề khó. Bởi với số lượng người dùng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những người hoàn toàn nằm ngoài vòng pháp luật. Dù vụ bắt giữ giám đốc điều hành Telegram xuất phát từ động cơ chính trị hay do nhằm điều tra những nội dung và các hoạt động tội phạm trên nền tảng này như Pháp khẳng định, thì vụ việc lần này cũng khiến người ta đặt câu hỏi liệu những ông chủ của các nền tảng mạng xã hội khác có phải chịu chung kết cục như vậy không? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể tái định hình bối cảnh kỹ thuật số toàn cầu. Thưa quý vị, quân đội Israel đã mở chiến dịch quy mô lớn vào khu bờ Tây, trong đó thành phố Jenin vốn được coi là thành trì của Hamas. Israel khẳng định đang nhắm vào những kẻ khủng bố có vũ trang ở bờ Tây, gây đe dọa cho lực lượng an ninh. Trong khi Liên Hợp Quốc và một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bạo lực leo thang vào thời điểm mà xung đột ở dải Gaza vẫn lắng dịu. Sáng sớm ngày 28 tháng 8, các binh sĩ Israel cùng máy ủi, máy bay không người lái và xe bọc thép tiến vào thành phố Jenin và hai trại tị nạn Tulkarem và Anfara ở khu vực bờ Tây, hạ nhiều tay súng, đồng thời bắt giữ những người nghi là thành viên các nhóm vũ trang.
Lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Jenin và Tulkarm. Chúng tôi đang nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố có vũ trang từ trên không và trên bộ, tháo dỡ thuốc nổ được đặt dưới đường và tịch thu một lượng lớn vũ khí. Các quan chức Palestine hôm 28 tháng 8 cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng, 15 người bị thương trong cuộc tấn công được cho là lớn nhất của Israel tại bờ Tây trong 20 năm qua. Chính quyền Palestine đã lên án chiến dịch của Israel ở bờ Tây là hành động leo thang nghiêm trọng và kêu gọi Mỹ can thiệp. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới nhất ở bờ Tây và kêu gọi Israel ngừng chiến dịch. Liên đoàn Ả Rập tuyên bố các cuộc tấn công của Israel là sự leo thang nghiêm trọng và đe dọa cả khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Mỹ kêu gọi Israel áp dụng mọi biện pháp khả thi nhất để đảm bảo an toàn cho người dân. Israel kiểm soát bờ Tây từ năm 1967 và kể từ đó đã xây dựng và mở rộng nhiều khu định cư. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel ở bờ Tây là bất hợp pháp vì xây dựng trên phần đất bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Các vụ đụng độ đã gia tăng ở bờ Tây kể từ khi nổ ra xung đột Israel-Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 khiến hơn 600 người Palestine thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương. Lực lượng phòng không Ukraine vừa thông báo bắn hạ hơn 10 máy bay không người lái của Nga trong một cuộc tập kích vào thủ đô Kiev. Ukraine cho biết cuộc không kích mới nhất của Nga diễn ra vào buổi đêm. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã làm hư hỏng và gây hỏa hoạn ở một số cơ sở hạ tầng dân sự. Chính quyền Kiev cho hay máy bay không người lái không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng nào trong khu vực, cũng như không có ghi nhận về thương vong. Động thái quân sự diễn ra sau cuộc tấn công bằng UAV tự sát của Ukraine gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở quận Kamensky, tỉnh Tây Nam Rostov của Nga. Theo truyền thông Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Hai bên thống nhất duy trì các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi để giữ quan hệ song phương đi đúng hướng, trong đó có các vấn đề như duy trì các kênh liên lạc mở ở tất cả các cấp, liên lạc giữa quân đội với quân đội, hợp tác phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu. Quan hệ Trung Mỹ ảnh hưởng đến tương lai của hai nước và cũng ảnh hưởng đến thế giới. Trong vài năm qua, quan hệ song phương đã trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, chúng tôi sẽ nỗ lực quản lý quan hệ song phương theo sự đồng thuận từ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo ở San Francisco. Mặc dù khẳng định nỗ lực duy trì các kênh liên lạc và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung, hội đàm cũng cho thấy mâu thuẫn giữa hai nước về nhiều vấn đề, đặc biệt là kinh tế, thương mại, công nghệ chiến lược và chính sách đối với các điểm nóng như eo biển Đài Loan và tình hình Biển Đông. Tuy nhiên, hai bên đã bàn bạc về khả năng tổ chức điện đàm và cả một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng sự cạnh tranh không gây ra xung đột và chúng tôi sẽ nỗ lực hợp tác khi có chung lợi ích. Và tất cả những điều đó đòi hỏi những cuộc đối thoại mang tính chiến lược, thực chất và xây dựng mà Ngoại trưởng Trung Quốc đã đề cập và chúng tôi cam kết thực hiện. Diễn ra trong 3 ngày, chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ được xem là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm duy trì ổn định trong quan hệ với Trung Quốc để tập trung cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.